Bên đây ghét lựa chọn cái giải pháp đó là mic phim cách nhiệt nhưng mà vẫn đảm bảo được cái chất lượng. Đấy. Thì chiếc xe này trước bác chủ đã dán một cái phim khác ở kính sườn rồi. Nhưng mà cái phim kính lái ấy, thì sau 2 năm sử dụng thì bác bảo là bây giờ nó giảm đi, xe rất là rát, đấy, nóng tay. Thì qua thì bên em có test phim cho bác đây, cái phim cũ này. Lúc trước bác bảo là được 80-90% nhưng mà sau 3 năm sử dụng thì nó đã xuống còn có 58% rồi các bác ạ. Đó. Nó chỉ có 58% thôi. Đó. Thì bác chủ lựa chọn cái giải pháp mic phim đó là sử dụng cái phim kính lái là 3M. Đấy, đây. Đây là phim 3M nhé, mình sẽ test cho các bác này. Đó. 3M này, đây. Ngăn tiêu UV 100% còn cái cách nhiệt của nó lên tới 98%. Đó. 98% nên nó sẽ đảm bảo được cho các bác cái khi mà mình di chuyển trên đường nó đảm bảo hơn. Đó, đây anh em đang vào phim. Đó, logo 3M đấy các bác nhá. Đó. Nhiều bác cứ bảo là xe em xe cỏ thôi nên là em dán những cái phim giá rẻ, nhưng mà giá rẻ thì các bác khi mà di chuyển trên đường, đặc biệt là vào thời tiết nắng nóng như vào mùa hè như ở thời tiết ngoài miền Bắc như thế này thì nó không đảm bảo được cái chất lượng của mình. Là các bác bỏ tiền ra các bác phải xứng đáng với cái chất lượng, đúng không ạ? Đó. Thì bác nào mà tài chính mình mà muốn tiết kiệm chi phí thì mình có thể lựa chọn mic phim, đó là các bác sử dụng cái kính lái là 3M. Còn các kính còn lại thì các bác sử dụng cái dòng phim giá rẻ. Đó thì nó vẫn đảm bảo được cho mình cái chất lượng. Đó. Bác nào mà cần tư vấn về phim hay là đo phim, test phim thì các bác có thể qua Agala các bác nhá.